Xin hello, xin chào cho anh em. Hiện tại thì mình đang ở khách sạn Landmark 72 ở Hà Nội ấy. Ui, hôm nay mình đi thi tham gia cuộc thi là gì nhỉ? Everon không ngủ, cuộc thi không ngủ 24 giờ. Và mình không nghĩ là, nói chung là thế nào nhỉ? Đây là lần đầu tiên mình được đặt chân lên một cái khách sạn gọi là 5 sao ở Hà Nội như thế này. Nghèo mà quê lên phố với cái gì đâu. Nói chung là phê đẹp anh em, đi đái cũng sướng. Đéo phải nói điều nhỉ, đi ai cũng sướng. Đây mình sẽ đi vào nhà vệ sinh cho các bạn xem. Nói chung là đẹp, sang trọng, đẳng cấp. Mình thì chắc là không có nhiều cơ hội để có thể lên đây đâu. Đây, mình đang đi đây, nhà vệ sinh nó ở tít trong cái đoạn trong này. Có lẽ là mình làm clip này thì có lẽ là sẽ bị có một cái điểm khá là buồn cười. Có lẽ là nó sẽ bị dính bản quyền nhạc. Mình vừa nghe cái nhạc nước ngoài khả năng cao là dính oảng chó rất là nhiều. Đây mình đang đi vào trong nhà vệ sinh các bạn. Đây là nhà vệ sinh nam này, mình đang đi vào. Wow. Thề luôn, nhà vệ sinh mà nó còn sạch sẽ và đẹp hơn cả cái phòng của mình nữa các bạn ạ. Chắc là dính nhạc bản quyền rồi, nghe kiểu nhạc phạch phạch này là biết rồi. Đây. Đây là khu đi này đúng không? Các bạn nhìn này, đẹp. Nói chung là gạch ốp hết này. Để cho các bạn xem hết. Video chỉ thích review nhà vệ sinh này các bạn ạ. Đây. Đó. Quay 360 độ cho các bạn nhìn. Đó. Cổng ra đâu nhỉ? Đường ra đây. Đó, nói chung là đẹp. Lần đầu tiên được đặt chân lên đây nhà mà chắc là không có cơ hội lần thứ hai đâu. Mình nghèo mà làm gì có điều kiện mà lên đây đúng không? Ok, clip này mình sẽ chỉ đi lòng vòng ở đây cho các bạn nhìn thôi. Lòng vòng một lượt. Chỗ này đây. Đây là cái khu bàn ăn tiệc thì phải, có lẽ là ôi, điều kiện nó khắt khe lắm anh em ạ. Không cho đi vệ sinh quá bao nhiêu lần, không cho rửa mặt, không cho tắm rửa. Nói chung là một cuộc thi đầy căng go. Mình đang đi dạo một vòng hết quanh cả một cái sảnh này. Đây, đằng này nữa, nó còn rộng hơn đằng này nữa cơ mà. Nhiều thí sinh lắm các bạn ơi. Người đang check in cả đống đằng kia. Ok, mình sẽ chỉ đi dạo một vòng ở đây thôi.